mọi người một ngày mới. Bạn một ngày mới được an lành hạnh phúc, sức khỏe an định. Chào một ngày tươi đẹp. Cái chai dự nhiên của mình ngày hôm nay thì sẽ là một món chả cá chay. Mình chế biến từ rau củ nha mọi người. Ở đây là mình có ba trái chuối ngự sống. Mình sắc ra, mình gọt ra cắt như thế này, mình bào nha. Nhà mình có chuối gì mình cũng làm được hết đó các bạn. Có thể là mình làm chuối già sống, chuối sim, hay là mình mua chuối ngự nè, chuối ngự sống. Thì cái hương vị của cái mùi chuối này mình bào ra, mình chiên đó, nó có cái hương vị rất là đặc biệt, rất là ngon đó các bạn. Rồi bắt đầu mình trộn thêm ba gia vị nha. Ở đây là mình sẽ trộn một muỗng cà phê hạt nêm, không tới một muỗng đâu, nửa muỗng thôi. Và nửa muỗng bột ngọt. Tiếp đó là nửa muỗng tiêu. Rồi, gia vị mình đã nêm xong. Như vậy thì mình sẽ cho thêm vô trong cái chuối này. Đây là hẹ, đây là bắp cải. Thì tất cả những cái này mình sẽ xắt nhuyễn nha. Xắt thật là nhuyễn càng tốt. Bắp cải mình xắt nhuyễn, mình xắt thật lộn nhuyễn lại nữa. Sẽ cho vô đây. Đây là hẹ nha mọi người. Rồi hẹ mình cũng cắt nhuyễn vậy đó. Mình cũng sẽ cho vô một phần. Mình sẽ cho vô một chút dầu ăn. Những gia vị này mình sẽ trộn đều lại nha. Rồi còn một món nữa mình sẽ chia sẻ tiếp là bắp, hạt bắp vàng nha. Đây là trái bắp vàng nha mọi người, mình sẽ xát bắp vô. Thì cái hương vị bắp này nó làm cho chả của mình nó có cái độ ngọt. Cái độ ngọt ngon nhất định. Thì những cái gia vị này nó cũng đơn giản là củ quả thôi. Tại vì mình đồ chay mà. Thì mọi thứ mình đều chế từ củ quả. Cái chất ngọt và cái hương vị của mỗi một cái loại nó khác nhau.
thì nó sẽ giúp cho mình có một cái hương vị rất là đặc biệt. Cái món chả của mình hôm nay thì mình làm khoảng 3 cái trái chuối ngự và nửa cái trái bắp vàng nha các bạn, nửa cái bắp cải tim và khoảng khía hẹ thôi. Mọi thứ của mình nó dư rồi thì mình sẽ trộn đều lên. Khi trộn đều có thể mình vít bằng muỗng mình chiên, hay hoặc là mình sẽ do tự viên một, mình sẽ dò thành viên nha. Mình sẽ làm từng viên để mà mình để vô chảo mình chiên. Mình trộn cho đều đi, đều ra củ hết, cái gia vị cho nó thật là đều. Mình sẽ làm từng viên tròn tròn gì nè, thì tùy theo mình muốn làm tròn hay mình muốn làm dẹp như thế nào đó, tùy theo cái sở thích của mình thôi. Hôm nay thì mình làm nó tròn vậy đó, mình làm cá chiên, chả cá chiên giòn mà viên tròn. Tùy theo mình thích, mình muốn làm nó tròn hay muốn méo gì đó, tùy theo mình thôi. Dẹp dẹp, vuông vuông, dài dài. Con mắt ai thích kiểu nào thì cứ làm theo kiểu đó, không nhất định, không bắt buộc. Thì một lát nữa mình chiên, mình sẽ lấy cái muỗng mình múc từ viên, mình bỏ vô chảo mình chiên thôi. Vậy đó. Có lẽ là mình sẽ làm hai loại, một loại thì mình dò chiên dò tròn, một loại mình sẽ làm dẹp. Khi mình múc nguyên về vô mình chiên nguyên về luôn cũng được. Thì mình ăn chay mà mình chỉ chế biến từ rau củ quả thôi đó mọi người. Cái gì cũng là từ rau củ quả hết. Mình sẽ gom gọn lại đi, rồi lát nữa mình vít từ miếng để mình chiên cũng được. Rồi, đây là đến phần mình sẽ chiên cái phần cá chả của mình nha các bạn. Chín thì mình có thể trộn một ít bột chiên giòn vô, làm cho cái viên cá của mình nó gọn gàng hơn đó. Tại vì có khi chuối nó sống thì mình không cần trộn, mà nó hơi chín nó nhão, cho nên nó bị quá nhão mình dò viên khó. Mình sẽ để một chút bột chiên giòn vô cái mình dễ dắt như vậy nè mọi người. Nó là cá chả chay đó nha các bạn. Mình chiên vừa tới vàng vừa tới thôi nha, đừng có quá vàng nó không ngon. Rồi, mình sẽ đợi nha. Mình
chiên cho nó qua, đừng quá vàng, mỗi này nó hơi quá vàng, trở bề. Không sao, còn bề mình để cho nó vừa vàng cũng được. Mình vớt ra thì mình sẽ thấy nó vừa vàng tới. Vậy nó cũng ngon quá. Vàng rồi đó mọi người. Rồi, mình có thể tắt bếp được rồi. Như vậy là cái món cá chả chiên ngày hôm nay mình đã hoàn thành cá chả chiên chay rồi đó các bạn. Thì về cái hương vị của cái chuối, của cái chuối mà mình sống mình bào ra đó, thì nó giúp cho mình có một cái hương vị rất là đặc biệt. Khi mà mình trộn với bắp với rau củ thì nó sẽ tăng cái độ ngon lên rất là nhiều. Đồ chay này nó cũng là một cái món ăn dinh dưỡng dành cho người ăn chay mình nha. Ở trong chuối này có rất là nhiều dinh dưỡng. Rồi, như vậy là cái món cá chả chay của gia đình mình ngày hôm nay đã xong. Mình chia sẻ với mọi người là mình nếu ăn mặn thì mình cũng thử làm đi, trong những ngày ăn chay cho cả gia đình mình cùng thưởng thức. Rất là dễ làm. Chỉ là chuối ngự hoặc chuối già thì mình gọt vỏ ra xong mình bào rồi mình trộn với rau củ bắp rồi gia vị tiêu, xong thì mình vo giòn chiên cho nó tròn lại, mình viên giò vậy này thì mình chiên thành viên cá chiên, nhìn rất là hấp dẫn đúng không các bạn. Mời các bạn cùng thưởng thức nha. Ông xã mình là người rất khoái thưởng thức, xin mời. Nóng hả? Thì từ từ ăn. Ăn đi. Chồng mình người quay phim nhưng mà khoái thưởng thức người đầu tiên. Wow. Nóng lắm hả? Rồi, tạm biệt mọi người. Video mình đến đây là ngưng. Hẹn gặp lại các bạn sau nha. A Di Đà Phật.